Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 30 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Ân Thi về công tác phát triển nông nghiệp nông thôn. Huyện Mỹ Hào xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận của người dân. Tổ liên gia tự quản giáo xứ thôn Thủy Lôi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ hoạt động có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử phạt trên 400 trường hợp xe quá khổ quá tải. Hội chữ thập đỏ huyện Phù Cử với phong trào hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Ân Thi. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh huyện Ân Thi cần tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển đa dạng sản xuất nông nghiệp trên cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Chú trọng mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản cho nông dân. Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các hợp tác xã, đồng thời giải thể đối với những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu huyện Ân Thi cần huy động mọi nguồn lực để mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt tạo nguồn vốn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với lãnh đạo xã Quang Vinh tham quan mô hình nuôi vịt trời của anh Nguyễn Đức Diệp, thôn Đỗ Thượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xã Quang Vinh cần khuyến khích các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sang cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế hàng hóa cao. Mặt khác, tuyên truyền người dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động vừa tổ chức tọa đàm về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Buổi tọa đàm được tổ chức tại các xã Vĩnh Xá và Hùng An là hai địa phương triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng đã trực tiếp trao đổi với hàng trăm hộ sản xuất nông nghiệp, giám đốc hợp tác xã, chủ trang trại của hai xã về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, gợi mở những giống cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất hiệu quả để nông dân hai xã có thể lựa chọn, áp dụng, nhân rộng, giải đáp những thắc mắc của nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học. Trong dịp này, huyện Kim Động đã công bố kết quả đánh giá thổ nhưỡng của xã Vĩnh Xá và Hùng An. Đây chính là cơ sở khoa học quan trọng để triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở hai xã một cách hiệu quả theo định hướng, tránh tình trạng chuyển đổi tự phát, thiếu tính bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hai làng nghề tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí công nhận làng nghề năm 2018, gồm làng nghề Mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, bao gồm các thôn Thuần Mỹ, Hòa Lạc, Hòa Đam, Phúc Miếu, Vân Dương, Phúc Lai, Phúc Thọ và làng nghề Hoa Cây Cảnh, Phụng Công, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, bao gồm các thôn Tháp, Khúc, Đại, Đầu, Ngò Bến. Trong đó, xã Hòa Phong có 1.700 hộ, làng nghề Mộc đạt tỷ lệ 54% số hộ trong xã. Làng nghề xã Phụng Công có 1.380 hộ sản xuất hoa cây cảnh đạt tỷ lệ 84%. Các làng nghề của hai xã trên đều sản xuất kinh doanh hiệu quả và đáp ứng các điều kiện về môi trường làng nghề. Với mong muốn mang thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng, anh Nguyễn Đức Tuyền và anh Nguyễn Như Lân ở thôn Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã mạnh dạn đầu tư học hỏi kỹ thuật trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh được hai anh bắt tay vào thực hiện từ đầu năm 2017 với tổng diện tích trên 200 m². Hệ thống nhà kính và sàn trồng cây được thiết kế khoa học, chuyên trồng các loại rau muống, cải ngọt, xà lách, các loại rau cải giống Nhật Bản. Với phương pháp trồng rau thủy canh, sau khi ươm hạt giống rau từ 4 đến 5 ngày trong giá thể, cây con được đưa vào trồng trong cốc và hệ thống giá đỡ khép kín. Rau phát triển nhanh, rau được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, môi trường trong nhà kính tránh được sự ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến sinh trưởng của rau. Thông thường mỗi tháng, vườn rau sẽ cho thu hoạch một lứa, sản lượng khoảng 1 đến 3 tạ rau, năng suất tăng từ 30 đến 50% so với cách trồng rau truyền thống. Rau sản xuất ra đến đâu được người tiêu dùng đặt mua với giá bán 25.000 đồng đến 35.000 đồng 1 kg cho thu lãi trên 10 triệu đồng một tháng. Việc chuyển đổi sang trồng cây cam đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hội viên nông dân xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử.
Tổng diện tích trồng cam tại xã Tiên Tiến đạt gần 150 ha, trong đó cam Hưng Yên chiếm 80%, còn lại là diện tích cam Đường Canh và cam Bố Hạ. Có nhiều hội viên trồng với diện tích từ 1 đến 10 ha như hội viên Hoàng Hữu Quốc, Nghiêm Đăng Dược, thôn Hoàng Các, Nghiêm Văn Phán, thôn Hoàng Xá, Nguyễn Xuân Ánh, thôn Đại Khê. Đây là những hộ có thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng một vụ cam. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc nên cây trồng cho năng suất cao, mẫu mã quả đẹp, cam có vị ngọt thơm, được thị trường ưa chuộng. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn ở huyện Mỹ Hào đã có nhiều thay đổi với cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Bằng sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn ở huyện Mỹ Hào đã có nhiều thay đổi. Với cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Mỹ Hào tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt nội dung, phương pháp thực hiện, tạo sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, dân làm có sự hỗ trợ của nhà nước. Trong những năm qua thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới, huyện Mỹ Hào đã tập trung các nguồn lực từ nguồn ngân sách của huyện, của tỉnh và đến hỗ trợ các nguồn vốn xã hội và sự đóng góp của nhân dân. Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung đề ra chương trình, kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, trong đó là ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã thị trấn. Các ngành đoàn thể trong huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, chương trình hành động cụ thể, sát thực tế, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia như xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Người dân được hưởng lợi từ các chương trình xây dựng nông thôn mới, ý thức cộng đồng được nâng lên, từ đó tích cực hưởng ứng. Cẩm Xá là một trong những xã đã làm tốt công tác huy động các nguồn lực cộng đồng tham gia. Đặc biệt, người dân trong xã đã tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông. Nhiều gia đình đã hiến từ vài chục mét vuông đến gần 150 mét vuông đất để mở rộng mặt đường. Nhân dân trong xã đã đóng góp 64% tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã. Tôi là vận động tuyên truyền cán bộ nhân dân chung tay chung sức xây dựng thôn mới, ủng hộ tiền cát vàng mà công. Nói chung là công trình xây dựng thôn mới là được vào lòng dân. Từ năm 2010 đến nay, Mỹ Hào đã huy động trên 3.000 tỷ đồng xây dựng các hạng mục, công trình như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa. Trong đó, huy động trong cộng đồng dân cư trên 308 tỷ đồng, trên 2.000 mét vuông đất thổ cư và gần 260.000 mét vuông đất khác. Toàn huyện đã xây dựng được gần 20 tuyến đường trồng cây, hoa và bích họa. Đường làng ngõ xóm được quét dọn vệ sinh thường xuyên, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Qua đó đã tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp. Bây giờ thì được như vậy là toàn bộ đường xá là được bê tông hóa hết, kể cả ra ngoài đồng. Cho nên cái thu nhập của nhân dân là cũng được tăng lên, đời sống của nhân dân được cải thiện. Lấy sức dân để lo cho dân, dân làm có sự hỗ trợ của nhà nước. Phương châm ấy đã tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn ở Mỹ Hào ngày càng khởi sắc, là tiền đề quan trọng để xây dựng huyện trở thành thị xã công nghiệp, dịch vụ, phát triển vững mạnh, toàn diện. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 30 tháng 11, tức ngày 24 tháng 10 năm Mậu Tuất,
Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên tổ chức khai mạc lễ hội Võ Miếu năm 2018 kỷ niệm ngày mất Quan Thánh Đế. Võ Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân hay còn gọi là Quan Công, một nhân vật lịch sử thời Tam Quốc Trung Quốc. Ông là một vị tướng tài ba, võ nghệ cao cường, được nhân dân suy tôn là bậc thánh thần và được thờ ở nhiều nơi. Võ Miếu ở thành phố Hưng Yên được xây dựng vào thời Cảnh Hưng, đời vua Lê Hiển Tông. Toàn bộ khu di tích Võ Miếu được dựng trên diện tích gần 613 m² với kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc, bao gồm các hạng mục như tam quan, tiền tế, thiêu hương, hậu cung, hai dãy giải vũ. Võ Miếu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998 và là một trong 16 di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Lễ hội Võ Miếu năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, tức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch, với nhiều hoạt động như tân hương, tế lễ, văn hóa nghệ thuật, cờ tướng, lễ tạ. Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Tổ Liên gia tự quản giáo xứ thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Tổ Liên gia tự quản giáo xứ thôn Thụy Lôi ra đời từ năm 2015 với 56 thành viên. Để phù hợp với đặc điểm tình hình của khu xóm, tổ đề ra những quy ước hoạt động cụ thể để duy trì xây dựng tình đoàn kết giữa các giáo dân. Vận động bà con cùng chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới, tích cực tổ chức các buổi họp bàn, lấy ý kiến, thành lập các tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng tình đoàn kết trong khu dân cư. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ luôn chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt địa bàn, phát hiện và báo cáo kịp thời với lực lượng công an xã, xử lý thành công nhiều vụ trộm cắp gây mất trật tự tại khu dân cư. Nhờ đó, những năm qua, ở thôn Thụy Lôi không còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, mâu thuẫn, tranh chấp lớn. 100% đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo. Mấy năm trở lại đây, để đẩy mạnh việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu đã đề ra quy định và vận động nhân dân xây dựng mộ theo một mẫu thống nhất, vừa tạo khuôn viên sạch đẹp cho nghĩa trang, vừa tiết kiệm đất. Xã đang tiến hành xây dựng nghĩa trang đồng bộ thôn Thượng và thôn An Thái. Việc xây dựng diễn ra rất khẩn trương vì mộ xây đến đâu được người dân đăng ký nhận đến đó. Các ngôi mộ được xây dựng theo hàng lối với kích thước rộng 0,7m, dài 1,2m, cao 1,6m. Các mộ được đánh số thứ tự, giữa các hàng mộ có lối đi bằng bê tông giúp nhân dân thuận tiện trong việc thăm viếng người thân. Kinh phí xây dựng mỗi ngôi mộ chỉ 3 triệu đồng, vừa tiết kiệm tiền vừa tránh được tình trạng xây dựng mộ lộn xộn, mạnh ai nấy làm. Việc xây dựng mộ đồng bộ được hầu hết nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn lén lút hoạt động, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng thanh tra giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý 378 trường hợp xe ô tô vi phạm chở quá tải trọng, với số tiền xử phạt gần 4 tỷ 700 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 185 trường hợp, đồng thời xử lý 35 trường hợp xe ô tô vi phạm kích thước thành thùng với số tiền xử phạt trên 130 triệu đồng, tước quyền sử dụng tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 16 trường hợp. Các phương tiện vi phạm đã phải hạ tải và cắt bỏ phần cơi nới, trả lại nguyên trạng ban đầu dưới sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Với mục tiêu giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng xe quá tải tham gia giao thông, công tác tuần tra xử lý các phương tiện chở quá tải sẽ được Thanh tra Giao thông tỉnh triển khai thường xuyên và liên tục. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức chương trình tập huấn phương thức truyền thông trong vận động nguồn lực cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 75 xã phường thị trấn, trường học của 5 huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và huyện Mỹ Hảo. Tại lớp tập huấn, giảng viên Lại Quang Châu, trưởng ban tổ chức tầm nhìn thế giới đã trực tiếp truyền đạt các nội dung như vận động nguồn lực là gì, kết quả vận động nguồn lực là gì, những căn cứ vận động nguồn lực, các nguyên tắc xây dựng đối tác thành công, các yếu tố cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ với Hội Chữ thập đỏ, các bước vận động nguồn lực. Đây là những nội dung cơ bản giúp các học viên nắm vững nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động vận động nguồn lực để giúp đỡ những người gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, nhóm thiện nguyện An Xuân 10 và nhóm thiện nguyện Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
tại xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi động viên 50 đối tượng là người già, người khuyết tật, học sinh nghèo, hộ nghèo. Đoàn đã trao tặng gần 26 triệu đồng và 5 tạ gạo cho các đối tượng. Đây là sự quan tâm chia sẻ có ý nghĩa của các nhà hảo tâm đối với các gia đình có hoàn cảnh đời sống còn nhiều khó khăn nhằm tạo động lực để các đối tượng vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, trong đó nổi bật là công tác hiến máu tình nguyện được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đã giúp cho nhiều bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Chị Trần Thị Cúc, cán bộ văn thư, trường trung học cơ sở Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ là một trong những tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động hiến máu tình nguyện. Ngay khi còn là sinh viên học trên Hà Nội, chị đã tham gia hiến máu. Đến nay, chị đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi thấy rằng việc hiến máu này là rất là ý nghĩa quan trọng vì nó giúp đỡ cộng đồng và giúp đỡ những bệnh nhân cần đến nhóm máu của tôi. Hay anh Đào Việt Dũng, phó đội trưởng đội kiểm tra thuế, chi cục thuế huyện Phù Cừ, luôn tích cực tìm hiểu những kiến thức về hiến máu tình nguyện, đồng thời vận động cán bộ, người thân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Đặc biệt mỗi khi Hội Chữ thập đỏ có chương trình tham gia hiến máu tình nguyện cứu người khẩn cấp, anh luôn là người tích cực sẵn sàng tham gia. Đến nay anh đã 10 lần tham gia hiến máu. Với những thành tích đã làm được, năm 2016 anh đã nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Sau khi hiến máu xong thì tôi cảm thấy là sức khỏe tôi rất bình thường, không có ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Tham gia hiến máu xong về tôi có thể vẫn lao động các công việc bình thường. Với nhiều hình thức vận động người dân tham gia hiến máu đã được Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cừ triển khai như các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi. Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân như đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân. Do đó, số người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm ngày càng tăng. Năm 2018, có trên 600 người đăng ký, thu được 315 đơn vị máu. Tích cực tuyên truyền các cái vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cái lực lượng như đoàn viên, các hội viên của các đoàn thể để từng bước đẩy cái phong trào hiến máu tình nguyện của huyện nhà thành phong trào của toàn dân. Phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Phù Cừ là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và là trách nhiệm của mọi người dân với cộng đồng nhằm tạo nguồn dự trữ máu an toàn, đáp ứng yêu cầu cứu chữa người bệnh. Nhắc đến gia đình chị Đặng Thị Lên, thôn Đỗ Mỹ, xã Bảy Sậy, huyện Ân Thi, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình chị. Căn nhà tình thương luôn đầy ắp tiếng cười ngày nào của vợ chồng chị Lên và bốn đứa trẻ bỗng trở nên điều hưu vắng vẻ bởi không khí đau buồn của gia đình. Khi chồng chị là anh Cao Văn Dũng, 33 tuổi bị câm, đột ngột qua đời, để lại bốn đứa con thơ là các cháu Cao Văn Hoàng, 13 tuổi, Cao Thị Thanh Tuyền, 11 tuổi, Cao Thị Thu Trang, 4 tuổi, cháu Cao Thị Bích Ngọc, 3 tuổi. Chị Lên, 38 tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, tinh thần không được ổn định. Nhà nghèo chạy ăn từng bữa đã khó nên khi anh Dũng mất, việc ma chay của anh cũng gặp khó khăn. Bà con hàng xóm phải đứng ta vận động mọi người đóng góp để lo cho gia đình chị. Bốn đứa con thơ nheo nhóc, gia đình hai bên điều kiện kinh tế rất khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Lo cái ăn không đủ, chị Lên cầm lòng để con trai mới 13 tuổi phải bỏ học đi làm để nuôi gia đình. Nhìn hình ảnh của những đứa trẻ, nghĩ về số phận của chị Lên, người phụ nữ bất hạnh trong ngôi nhà nhỏ, chúng tôi luôn hy vọng về những điều may mắn sẽ đến với gia đình chị. Mong rằng những nhà hảo tâm sẽ chung tay để giúp đỡ gia đình chị Lên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cao. Toàn tỉnh có hơn 11.000 hộ đạt danh hiệu ông bà cha mẹ vững bậc con trung hiếu cháu thảo hiền. Thùng bánh mì Từ Tâm, việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa của nhóm thiện nguyện Từ Tâm huyện Văn Giang. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.